오 띠 걸려줘? 돈 money một đồng mà hai đồng mà ba đồng á, 2 đồng 4, đồng 7, 2 đồng 1, 2 đồng rưỡi, 2 đồng 8, 3 đồng 2. 범이가 타노야. 너 진짜 되게 뭐인데 이게 처음이네. 네. 범이 갔는 다음에. 예, 더 다음이네. 다음이네. 범이 사실은 진짜 이게 아빠. 너 한번 야, 계속 근데 엄마. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên lầu. Họ không biết Trường Giang đang làm cái gì hết trơn. Thưa quý vị là họ biết là sẽ có làm ngoại truyện của Running Man, nhưng mà Trường Giang cũng giữ bí mật về nội dung, nên mình sẽ làm mỗi tập sẽ có những điều rất là khác biệt, nên mọi người yên tâm. Họ không biết đâu. Bây giờ chúng ta sẽ lên phòng đầu tiên là Ninh Dương Lan Ngọc. Ê! Trời ơi, qua đây. Dạ. Như tất cả chúng ta đã biết, chúng ta sẽ có rất nhiều tập, trong đó mỗi tập có một concept để chúng ta giải trí sau nhiều ngày làm việc mệt mỏi, nên chúng ta chơi vui là thoải mái, và chúng ta ghi hình lại để cho quý vị khán giả cùng vui với mình, cùng trải nghiệm với mình về những niềm vui đó. Nếu như có gì không vui mà quý vị bỏ qua không Tổng dứt thì mỗi tập sẽ có một người dẫn cái chương trình. Và ngày tập đầu tiên là anh, và người dẫn chương trình chúng ta tạm gọi là ông nội hoặc là bà nội. Ở đây có 2 bà nội nên còn rất nhiều ông nội. Ông nội, bà nội là gì? Khi người đó những chương trình ngày hôm đó và tập đó thì người đó toàn quyền đưa luật ra, là chỉ nghe thôi, không được cãi, nó vô chớ. Em nghĩ mình nên học mấy từ đi anh, có ai biết từ ví dụ như khát nước hay đói bụng? Bây giờ học thì là Ngọc biết nhiều thứ này hả? Không có lại từ rồi. Ví dụ như là chị ơi, anh giúp em này được không? Học miếng. Tào lao vậy. Không, nói chứ người Hàn cũng giỏi tiếng Anh lắm mọi người. Có không? Nói chung nữa là thoải mái thôi. Môi tôi xíu. Tôi muốn ăn thôi giờ. Banana. Bây giờ nói bụng là ba. Bộ là ba vậy hả? Ba còn nâu là Babylon là hả? Babylon là nâu. Còn muốn ăn cơm là Bắp to seal. Bắp là cơm, bắp to seal. Đó giờ vậy là Ngọc lên đây đi, xong Ngọc nói câu Nguyên Đám làm thanh lặp lại. Đúng rồi. Anh nâu ha seal. Hôm nay cô là cô giáo tiếng Hàn đến đây để dạy cho tất cả các em ở đây có được những cái trí thức. Cô thấm cho dầu xuống được. Đầu tiên, điều lịch sự nhất khi mà đến với đất nước người ta đó là phải biết tiếng chào. Các bạn đứng lên nhìn cô. Ủa sao bạn nó đứng trên ghế vậy cô? Cái quần áo lịch sự lại. Đầu tiên là đặt tay phải qua đùi trái. Ủa? Đó. Đặt tay trái qua đùi phải. Cúi gặp người. Ủa? Thiệt đó hả? Dạ. Khi cuối gặp người chúng ta đồng thanh nói anh nhau ha xe dột. Anh nhau ha xe dột. Giỏi. Khi các em được khen giỏi có nghĩa là Kuruchi. Giỏi. Và sau đây tiếp theo sẽ là xin lỗi. Tay phải đặt lên trái tim. Ủa? Quá cái tim mình là tim người bên cạnh. Có không? Miane. Miane. Đây quan trọng mà bạn gặp có gì đúng không? Chứ bạn đi làm cái người hú nhìn này. Đúng mà. Muốn người ta tha lỗi thì phải dịu dàng, nết na và đặt lòng tâm lòng. Khóc gì địa điểm? Miane. Ủa kẹo nó đắt luôn à? Ủa là Miane. Miane. Khi chúng ta phạm lỗi, chúng ta biết xin lỗi để người ta tha lỗi. 2, 3. Xin lỗi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có bạn Thuận đây sẽ dạy cho chúng ta gọi là những câu cơ bản về gọi là nói chuyện tiếng Hàn Quốc á, giao tiếp thường ngày ha. Thì sau khi ban tổ chức đó chính là ông nội sẽ đưa ra một số cái tình huống chúng ta không học bình thường, chúng ta sẽ học bằng diễn xuất. Sẽ có một tình huống ABC, ví dụ như một đoạn của ABC sẽ có một tình huống ta lấy quy định. Người đàn ông ăn hết đồ ăn của tôi là 2 người đàn ông ngồi kế bên nhau. Ok. Ủa món gì ạ? Dạ. Đoạn của ABC sẽ có một tình huống ta lấy quy định. Khô bò với khô gà ngon à, cảm ơn anh Giang. Sau khi có một tình huống rồi thì chúng ta sẽ được gặp thầy, mỗi đội chỉ có 5 phút để học. Tình huống tiếp theo đó là Ngọc đóng vai một người mẹ có tất cả là 4 đứa con, 3 đứa con chứ hả? 3 đứa con trai, và chúng ta sử dụng tiếng Hàn để chúng ta nói chuyện. Rồi mời thầy. Cho xin đi. Đang vô gia mẹ. Cho xin đi. Thôi vậy trong tôi là mẹ đi. Thì lên đây muốn làm gì làm, có chuyện của tụi em chứ. Ok. Tên là Giặc Khăn Rồi Chà, người đàn bà yêu đuối. Đúng. Giặc Khăn Rồi Chà. Vỗ tay với má. Má đụng hả? Đau bụng đâu lưng? Có bầu. Hay quá. Trời ơi bi quá. Cái đầu như cừu lưỡi ha. Bà nói gì mà mẹ nói gì? Lan ngục. Lily phá. À xôn nhăn chẳng đi. Có thể. Mẹ cho cái chân lông không vậy? Không có hết lòng. Lan ngục. Cô mẹ. Cái gì vậy? Ai vô trước đi, phát vô trước đi. Cô mẹ là ngộ. I miss my children. Oma. À, học bên đâu mà. Này cả, na kịp này. Này cả chứ này cả. Không hôn nha. Này cả. 네가 레레 랑어 누구야 담배 피고 올라가 엄마 아 고니치와 마야 마미토 랑어 제발 할게 제발 할게 엄마 하이유 아 공정이야 엄마 어려줘요. 엄마 아돈 와. 엄마. 네. 엄마 아유 내고집니다. 아유 남편노 우. Jakuta. Jakuta. 네. 엄마 또 어디? 또 어디가요? 돈. 아니. Tôn. Tôn. Money. Money. À, 1 đồng mà 2 đồng mà 3 đồng á. 2 đồng 4, đồng 7, 2 đồng 1, 2 đồng rưỡi, 2 đồng 8, 3 đồng 2. 하나 2. 엄마, 엄마 사랑해요. 이거 치마 분리가 된 치마 이렇게. 엄마, 예쁘다. 예쁘다. 아니. 아, 그. 맞아. 나한테 거. 아이, 말 치네. 아, 헛. Nói gì đó đi con. Mày đợi con nói đó. Mà oppa ơi, diễn thêm ơi, đừng hoài em khó diễn quá à. Ôi con nominee. Ô cô xui hả? Oppa đi đây cả. Giữ lý do gì? Anh cả. Ủa sao anh xin được gọi tình đi? Ba chắc cũng có cái cặp chuyện này cái chính xác không tâm là không được cả. Không biết thằng rồi à? Nó chính thế, thật khó tình này cái 처음이네. 처음이네. 밤이 가는 밤이네. 예, 톤. 처음이네. 처음이네. 엄마 사실은 진짜게. 아빠. 왜 도망가? 야, 개구. 인데. 엄마. 생. 엄마 사랑해. 엄마 사랑해. Oppa. Please real sorry. Sorry. Jen đã đi đổi qua tiếng Anh. I'm not the mother. Actually, I'm your father. My children. Why you lie? Because I'm bidding. Why? How? Hello. Cúi xít suốt ngày. Điều trị không điều trị đó. Mê phim, mê oppa. Bây giờ ai mà nói được mình bình thường nhất á thì người đó hết bệnh. Tôi chơi ra sớm. Bà đó. Ở đây. Kiểm tra bệnh chứ? Dạ em đã bác sĩ. Dạ. Thuận muối. Nói một câu nào đó thấy mình tỏ ra mình bình thường thôi. Thánh thương vấn đề. Mày. Nhưng không đặc biệt. Qua kia. Bệnh tình ngay càng trở nặng. Đi chứ. Bệnh nhân 2. Lên. Này nặng chứ. Sao tắt khẩu rồi. Tên. Nục. Trời ơi, nục à. Trong khi nục. Vô kia luôn. 3 mũi. Lên. Lên. Hey. Húp. Rồi. Đem chôn. Đi vô kia. Trời. Càng cuối. Tên. Giữ lời nghiên cứu nha, lòi này mới nè. Bác sĩ có gì bá dạy em đi. Ai quá vô tay. Nhưng mà sao em thấy không có học được tiếng Hàn vậy? Có gì? Em muốn học tiếng Hàn để mình có thể tiếp xúc giao lưu. Trong khi chúng ta học tiếng Hàn để diễn xuất thì ông thầy không có chạy luôn rồi. Bây giờ mình phải phong tặng cái người mình tạo ra nhiều tiếng cười nhất ngày hôm nay. Jun Phạm. Ai đồng ý vô tay? Jun Phạm. Cặp sông to. Giải thưởng dành cho người bắt người viết mẫu tập đó chính là 10.000 won. Cái tiền này chúng ta sẽ dùng để đi cái tiện lợi để mua, chúng ta mua mì hay là mua xúc xích hay là mua cho mọi người. Mua cho mọi người đó. Không. Cắm xúc nhé nào. Thứ là vui à, đây là tiền tiền hàng đầu tiên mà Jun có. Gia đình của bạn như thế nào về xúc này? Mình sẽ cất giữ để mình có thể ăn uống gì đó. Không, mình có thể cất giữ dùng. Không cần bạn. Bạn chỉ trong mấy người em là làm cho cảnh sát là không bao giờ kiện tiền. Không có. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Hẹn bạn đón ngày mai ạ.